trở lại với kênh YouTube của Điện máy Đi Săn. Trong video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chiếc máy tạo viên thịt cao cấp SSBP230 của Điu Săn, thích hợp để dùng để tạo các viên chả cá hay là chả mực. Và hãy cùng với Điu Săn tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Cũng thuộc dòng máy tạo viên thịt, thế nên chiếc máy này cũng được thiết kế với kiểu dáng khá là gọn gàng, thanh thoát và thiên về chiều cao, trông khá là hiện đại đúng không nào? Với kích thước các chiều lần lượt sẽ là 73cm, 40cm và chiều cao là khoảng 172cm. Như vậy thì có thể không làm tốn nhiều không gian diện tích mà vẫn đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Toàn bộ máy ở đây như các bạn thấy thì sẽ được làm từ chất liệu inox và hợp kim cao cấp với thiết kế để mục đích để sản xuất các loại viên thịt cá này, chảo cá, chảo mực. Chiếc máy này thì được trang bị với động cơ công suất cao lên đến 1,5kW và sử dụng nguồn điện là 380V, như vậy thì cho sản lượng khoảng 240 viên một phút, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị quy mô vừa và lớn. Để hỗ trợ cho quá trình tạo viên chả cá thì máy còn được trang bị thêm một biến tần có thể điều chỉnh được tốc độ linh hoạt. Việc sử dụng biến tần đây thì sẽ giúp cho việc điều chỉnh sẽ được linh hoạt hơn này, thuận tiện hơn, ổn định hơn và đồng thời thì cũng giúp tăng tuổi thọ của máy không bị quá tải. Khi muốn vận hành máy thì bạn chỉ cần kết nối máy với nguồn điện, sau đó thì chúng ta sẽ bật công tắc khởi động biến tần. Và tiếp đến là xoay núm vặn điều chỉnh tốc độ linh hoạt theo nhu cầu của mình là được rồi, cực kỳ thuận tiện đúng không nào? Quay trở lại mặt đằng trước thì bạn sẽ thấy là ở giữa ở đây chính là phễu chứa nguyên liệu cỡ lớn, và với thiết kế dạng mở như thế này thì người dùng có thể tiếp được số lượng lớn nguyên liệu thường xuyên liên tục mà đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được liên tục hơn. Trong phần phễu chứa này thì chúng ta sẽ thấy thêm một cánh đảo có thể mở ra và tháo lắp. Cánh đảo này sẽ giúp đảo trộn lại nguyên liệu một lần nữa để làm nhuyễn liệu trước khi đưa xuống bộ phận cắt ở dưới này. Một điểm ưu việt của chiếc máy này nữa đó chính là được trang bị đa dạng bộ khuôn cắt với kích cỡ khác nhau. Lần lượt sẽ là 16, 26, này, 40 và 50mm để đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người dùng. Và đặc biệt hơn nữa là bạn có thể đặt hàng riêng bộ khuôn ép theo nhu cầu kích cỡ của mình, nhưng mà tối đa sẽ là lên đến 72mm mà thôi. Và bên cạnh của bộ khuôn cắt này thì bạn sẽ thấy là sẽ có thêm một van xả, một vòi nước để hỗ trợ cho quá trình cắt được thuận tiện hơn rất nhiều, và đồng thời thì cũng sẽ không làm bị dính. Khi sử dụng thì bạn sẽ cần cấp nước vào đầu van tiếp và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh van xả vào ngay ở phía bộ phận cắt là được rồi. Một điểm đặc biệt của chiếc máy này đó chính là phần bệ đỡ hay là khung chân đế sẽ cao hơn nhiều so với nhiều loại máy tạo viên khác trên thị trường hiện nay. Tác dụng đầu tiên đó chính là bạn có thể đặt được nồi nấu nước nóng lớn hơn trong quá trình tạo viên nếu như sử dụng chiếc máy này riêng biệt. Và tác dụng thứ hai đó chính là nếu chúng ta sử dụng lắp ghép cùng với chiếc máy ép lát chả miếng chả mực thì hai chiếc máy này sẽ cực kỳ là vừa vặn với nhau, đảm bảo việc tạo viên và ép lát chả cá sẽ được thuận lợi hơn. Ngoài ra thì bạn sẽ thấy là ở phía dưới được trang bị 4 bánh xe giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau mà chẳng cần phải tốn nhiều sức lực. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu chi tiết cho bạn đặc điểm của chiếc máy này cũng như những tính năng ưu việt. Vậy còn cách sử dụng ra sao để chiếc máy này hiệu quả và bền lâu hơn? Xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp nhé! Đầu tiên thì các bạn sẽ cần thay kích cỡ khuôn cắt phù hợp. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào phễu chứa để tiến hành tạo viên và chuẩn bị nồi nước nóng ở phía dưới để hướng viên. Tiếp đến là kết nối máy với nguồn điện, bật công tắc khởi động biến tần và điều chỉnh tốc độ quay phù hợp thông qua núm vặn điều chỉnh tăng giảm tốc. Máy sẽ tự động tạo viên thịt cá theo nhu cầu về kích cỡ của người dùng. Trong quá trình tạo viên, bạn có thể tiếp thêm nguyên liệu thường xuyên vào phễu chứa nguyên liệu. Nếu như không còn nhu cầu sử dụng nữa thì bạn vặn núm điều chỉnh tốc độ về 0, đồng thời tắt công tắc biến tần. Trong quá trình sử dụng máy tạo viên thịt, các bạn nên lưu ý một số vấn đề như sau: vệ sinh máy sạch sẽ sau mỗi ngày sử dụng, tránh để nước bắn vào biến tần hệ điều khiển. Khi mua sản phẩm máy tạo viên thịt tại Điện máy Đi Săn, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng Điện máy Đi Săn trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy tạo viên thịt thì Đi Săn còn cung cấp thêm một số sản phẩm khác liên quan để phục vụ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn như máy thái thịt, máy trộn thực phẩm, nồi nấu nước nóng, máy hút chân không.
Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến hotline trên màn hình 0766 555 155 hoặc số 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmayNissan.com để tham khảo và tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên để lại một like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật kịp thời nhất những video hữu ích đến từ Điện Máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.